Kyo-yeok công khai bạn gái nhưng giấu mặt, dương tình lại nháo nhào gọi tên nam em. Nam em tiếp tục vướng nghi vấn tình cảm khi được cho là có nét hao hao bạn gái Kyo-yeok. Nhân dịp Valentine, Kyo-yeok lần đầu tiên bật mí về bạn gái và tiết lộ đang yêu. Tuy nhiên, nam ca sĩ ngoại quốc lại khéo léo dùng sticker để che mặt. Điều này không khỏi khiến nhiều người phải thắc mắc. Giải đáp về việc phải giấu mặt bạn gái, Kyo-yeok chia sẻ, che lại vì muốn bảo vệ em cho đến ngày chính thức công bố. Khi là người của công chúng, tôi ý thức càng cao trong việc bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình, cũng như tránh những rắc rối hiểu lầm đáng tiếc. Tôi đã từng tan vỡ tình cảm với một cô gái miền Tây cũng vì sự nổi tiếng của mình. Khi đó tôi không có kinh nghiệm để bảo vệ đời sống cá nhân. Tình yêu với nghệ sĩ cũng bình thường như bao người khác, nhưng luôn bị đặt dưới những soi xét và áp lực của công chúng nên có nguy cơ đổ vỡ lớn hơn. Điều mà người ta hay quy chụp yêu nghệ sĩ hay đa sầu đa cảm, đào hoa lãng tử, dễ tan vỡ cũng từ đó. Hay thậm chí khán giả họ nhìn thấy mình chụp hình với cô này, mai ôm cô kia trong dự án công việc, rồi họ tự nói tôi trăng hoa, chứ tôi thuộc tiếp người chung thủy. Điều đáng nói là bên dưới những chia sẻ của Kyo-yeok, người hâm mộ lại phát hiện ở một góc nào đó bạn gái của nam ca sĩ na ná hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long nam em. Chẳng ai bảo ai, cư dân mạng đồng loạt gọi tên nam em, thậm chí nhiều người còn đưa ra bằng chứng để so sánh và khẳng định bạn gái bí ẩn của Kyo-yeok chính là nam em. Nam em bị gọi tên và khiến cư dân mạng xôn xao trước nghi vấn là bạn gái bí ẩn của Kyo-yeok. Góc nghiêng và mái tóc khuôn miệng của nam em được cho là có nét na ná bạn gái của Kyo-yeok.